Con có thỉnh thoảng phóng sinh. Con xin hỏi là khi phóng sinh và muốn quy y cho sinh vật, con phóng có được không? Và nếu có thì con cần làm gì? Hiện khi phóng sinh, con niệm Phật và cầu mong Phật Bồ Tát thần sông vân vân phù hộ các chúng sinh phóng sinh. Từ nay trở đi biết tu tập sớm trở thành người. Thành người thì gặp Phật Pháp, tin theo Phật Pháp, làm theo Phật Pháp và tu hành thật chính quả. Cái việc phóng sinh là điều tốt. Nhưng mà sư có một cái lưu ý như vậy nè. Khi mà mình bị giam nhốt á, cái chuyện mình mong muốn nhất là thoát tự do càng sớm càng tốt. Đừng có bắt là phải nghe người khác rồi gọi là tụng kinh văn rồi nghe phát biểu, nó mệt lắm nha. Người ta chỉ muốn là được tự do càng sớm càng tốt thôi. Cho nên cái chuyện mình phóng sinh á, cũng hãy phóng sinh càng sớm càng tốt. Còn cái chuyện mà họ có muốn nghe hay không thì nếu như họ muốn nghe, mình thả ra rồi họ sẽ ở lại họ nghe. Còn nếu họ không muốn nghe thì đừng có bắt người ta nghe. Sư đã gặp rất rất nhiều những trường hợp phóng sinh. Người ta cứ muốn chờ tụng kinh xong rồi mới thả, tới họ tụng kinh xong nó chết. Chết rất nhiều. Thì cái đó là lòng thì lòng thiện, nhưng mà hành động thì nó đưa lại quả báo bất thiện. Cái đó là cái tuyệt nhiên phải tránh. Thành ra đó, phóng sinh thì làm ơn làm phước thả liền giùm sư. Thả liền. Con nào nó muốn nghe thì nó ở lại nó nghe. Không biết về cái vấn đề này hai vị có ý kiến gì hay không? Sư Chánh Tâm có ý kiến gì không? Đó. Không biết các vị có nghe rõ hay không? À, nghe rõ. Sao em màn hình nó kỳ vậy ta? À, về cái vấn đề phóng sanh này á, giống như Đức Hạnh Tuệ có nói đó, thả thả liền, cảm ơn chơi ép người ta mới nghe cái buổi. Nhưng mà cái phóng sanh này chúng tôi có những cái điều như sau, chúng tôi nhắc quý vị nè. Cái thứ nhất là mình phóng sanh làm sao cho nó cho nó đẹp nha, cho nó đẹp chứ không phải phóng sanh nó để lại hậu quả. Khi mà những cái ngày như là ngày tháng 7, tháng 4, gần tháng 7, gần tháng 4 hay là tháng 10 rồi đó, người ta vô chùa người ta lấy cái phóng sanh á, thì tôi nhớ năm đó là có mấy con chim nó bay vô cốc tôi luôn, nó bay theo cái đường bông gió, thì bay đâu có nổi đâu, nó nằm bịch ở trong gớt xuống cái bịch ở trên sàn á, thì bắt lên thì thấy là cánh nó bị cắt một chút, bay không nổi gớt. Rồi chúng tôi cũng cố gắng cứu kiếm gạo nhả ra giả ra cho nó ăn, nhưng mà hai anh chàng chim cũng phải hy sinh thôi. Xong nổi. Ở đây mình hạn chế cái chuyện mà mình gọi là có cung và có cầu, tức là tại mình phóng sanh cho nên những cái người mà săn bắt á, họ mới bắt họ đem vô cung ứng cho mình. Đặc biệt là về trường hợp về tôi, thầy ơi, alo thầy, con đặt 100 con chim để bữa gặm tháng tư phóng sanh, thì ông thầy ông mới thấy vậy ông mới đặt bên cái chỗ bắt, thì tự vi thì hiểu rồi, nếu mà đủ số thì họ giao, không đủ số họ tự đi bắt thêm. Còn những cái tự phát sanh, ví dụ như có những anh chàng ảnh bắt chim xong rồi anh bỏ vô lồng, anh đem đến trước cửa chùa những cái ngày lễ tháng 7, tháng 4, rồi bắt đầu mình thấy vậy mình tội mình mua mình thả những con chim đó là bị nhốt lâu ngày, cắt nó bị ca ca cánh nó bị cắt rồi, mình thả nó chết cũng chết rồi. Rồi á, mình phải hiểu cái điều là chúng sanh nó thả ra như vậy rồi tổ chim nó đâu, nó sống không được quý vị, nó sống không được. Do mình cái chuyện mà mình phóng sanh nó tốt, nhưng mà nó mình làm không khéo nó thành cái sát sanh đi, nó thành cái sát sanh. Khi mà mình gặp ngoài đường ngoài xá, gặp chuyện nó tự nhiên á, thì mình phóng sanh. Còn chuyện mình đặt trước hay là mình cái cảnh trước chùa đó mà những cái lồng sắt nó nhốt chim nhốt này nọ, thì rồi với có những con cá đó, có những con cá nó nuôi xong nuôi nuôi á,
Thì hàng ngày mà cái người người nấu cá người ta nuôi bằng cơm, bằng thức ăn. Có con cá đó nó sẽ không có thể nào có cái khả năng đi săn mồi, đi tự nuôi sống mình. Và mình đem những con cá nó mình thả xuống sông thì nó lại chết. Ở đây là nhắc quý vị là giống như mình làm phước á, thì phóng sanh không có sai. Phóng sanh không có sai, nhưng mà sai là ở cái chuyện mình không khéo và nó thành cái khuôn khổ đó giờ. Ở đó giờ cứ phóng sanh là kiểu thấy người ta bắt mua mua thả. Vậy đó, ở chùa Bửu Đức có một con rắn mà cái ông bắt đó, ông bắt tới 7 lần trở lại để ông bán cho cái cô đó, mà tới lần thứ 7 rồi là mới biết được là ổng làm cái phương cách gì đó mà ổng làm dấu hay là ổng bất cứ cái gì không biết mà ổng cứ cổ thả ra là ổng bắt cho lại và ổng bán cho cổ. Thì cái lần thứ 7 đó thì nghe mấy nhà sư báo mà nói là cô bị lừa rồi, thì mới làm dấu trên con rắn đó, tới chừng ổng bán cho mình nữa mới thấy cái dấu vết đó, mình biết là ổng bắt tới lần thứ 8 ổng bán lại cho mình. Những cái điều đó nó không có nên khi mà mình phóng sanh với cái cách như vậy. Ai có từng coi cái bộ phim gọi là Tây Du Ký đó, khi mà Đường Tam Tạng lúc còn chú tiểu nhỏ nhỏ đó, lúc đi lên rừng hai đống cửa nhặt củi đó, lên núi nhặt củi thì thấy một cái cô ông tiều phu mới bắt được con cá chép đó, thì Đường Tăng mới lấy con cá đổ con cá với bộ củi xong rồi mới đem thả xuống sông. Đó là cũng là dạng là bố thí, giờ là phóng sinh nó hợp lẽ. Còn theo cái lẽ thường mình á, như đặt trước sư hay là mình thấy người ta đem lòng nuôi nhốt chim ở nhà để trước cổng chùa rồi mình thả, mấy cái thả nó không có sống quý vị. Thì biết sư tệ cái kiến gì không? Thì sư có một cái gợi ý như thế này nè. Bây giờ quý vị muốn phóng sanh, thứ nhất đi tới chợ. Ở chợ á, thấy mấy cái chỗ mà nó bán cái con này con kia mà nó còn sống, quý vị mua về rồi quý vị phóng sanh. Bởi vì cái mục đích để mà nó lên cái chợ là nó để lên trên bàn ăn, chứ nó không phải là để phóng sanh. Thì như vậy á, mình sẽ hạn chế tối đa cái chuyện là người ta kinh doanh bằng việc là bắt lại những cái con được phóng sanh. À, rồi cái mà đương nhiên là mình cũng biết lựa con nha. Ví dụ như là cái con sống ở biển mà mình chơi mình quăng xuống sông là nó cũng sống không nổi. Cái thứ hai đó là quý vị tới mấy cái chỗ mà bán chim á, thì quý vị một con nó không, hình như cũng không có rẻ đâu, nhưng mà quý vị cứ mua đi, miễn làm sao mà tránh mua cái con mà đã được thuần dưỡng rồi đó. Tại con đã được thuần dưỡng thì nó khó mà sống ở ngoài tự nhiên lắm đó. Rồi thì quý vị mua, rồi quý vị mở cửa lồng, rồi con nào mà nó muốn bay thì nó bay, còn con nào mà nó quen sống ở trong lồng trong chậu rồi nó sẽ ở lại với quý vị, rồi thì mình cứ nuôi nó thôi, giống như ở chùa vậy đó. Chim nó tới đó thì cứ quăng đồ ăn cho nó, rồi nó ăn xong rồi nó muốn đi đâu nó đi. Hoặc là chùa có sóc nó tới đó thì có trái cây thì cứ để lên trên cây đó, rồi sóc nó ăn rồi xong nó muốn đi đâu nó đi. Thì như vậy đó nó sẽ tốt hơn là cái chuyện mà mình làm cho người ta thành một cái ngành nghề là mua bán để mà phóng sanh, thì nó không có nên. Rồi thôi qua câu hỏi khác.